Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới quy định hàng năm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 1 đến 1,5%, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%, hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4 đến 5%. Đây là một mục tiêu quan trọng nhằm góp phần nâng cao cuộc sống cho người dân bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, đồng thời cũng là đòn bẩy để hoàn thành nhiều chỉ tiêu khác trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương vùng khó, nếu như thiếu sự thực chất trong quá trình thực hiện bộ tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân tiêu chí 10, giảm nghèo tiêu chí 11 thì sẽ làm mất đi những mục tiêu kết quả tốt đẹp của quá trình xây dựng nông thôn mới. Điều này đòi hỏi những giải pháp, sự hỗ trợ tích cực đa chiều từ chính quyền địa phương, các cấp hội đoàn thể để thực sự giúp người nghèo thoát nghèo. Mục Mỗi Tuần Một Chuyện tuần này, chúng tôi sẽ phản ánh cụ thể những vấn đề liên quan đến câu chuyện giảm nghèo tại các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gia đình bà Trần Thị Huế, trú ở thôn Linh Hải, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, một trong những gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bà Huế là người tàn tật, sức khỏe yếu, đi lại không vững, nhưng lại là người duy nhất trong nhà còn có khả năng lao động, thu vén công việc gia đình. Trên đôi chân yếu ớt, bà Huế vẫn đang ngày đêm chăm sóc cho mẹ già, ngoài 80 tuổi đau yếu, và con trai liệt giường đã 30 năm. Không nghề nghiệp, không thu nhập, không có sức khỏe. Cuộc sống của một gia đình ba người cứ như vậy đi qua từng ngày. Điều đáng nói, mặc dù không có khả năng lao động kiếm sống, chi tiêu trong gia đình dựa vào nguồn trợ cấp xã hội và sự hỗ trợ khi có, khi không từ bà con làng xóm, nhưng gia đình bà Huế lại không thuộc hộ nghèo hay cận nghèo. Chính quyền địa phương cho biết, do tiêu chí giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nên khi phân bổ về các thôn sẽ phải lựa chọn những hộ khó khăn hơn để ưu tiên hỗ trợ. Gia đình bà Huế đã có nguồn trợ cấp xã hội, chi phí khi thăm khám bệnh đã được bảo trợ, nên xét ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo cho những gia đình khác. Một tháng thì được 1.500.000 đó thì cũng không đủ trang trải vì tiền điện thì nông nhà nước nữa, rồi tiền này tiền cả khó thu nhiều nguồn lắm, tiền này tiền rác, tiền cái đủ các loại tiền, vì điều kiện không làm được việc gì nên cũng cái tiền đó không biết, chưa không biết nguồn ở đâu, giống chưa họ hỗ trợ cho để không cọp lại thì để trả cho họ, chứ trong nhà cũng không biết bán cái gì để mà trả, không biết làm cái gì được mà trả cho họ. Câu chuyện của gia đình bà Huế là câu chuyện đang xảy ra ở rất nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhất là những địa phương vùng khó, vùng sâu, vùng xa. Tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, với nhiều nỗ lực thực hiện mục tiêu về đích nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 45,2 triệu đồng mỗi người một năm. Hộ nghèo đa chiều giảm còn 11,74%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 25,12%. Từ những kết quả đã đạt được, ngày 17 tháng 5 năm 2024, xã Vĩnh Ô được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, trong điều kiện của một vùng khó, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số Bru, Vân Kiều, đời sống kinh tế nhiều khó khăn, vất vả, tư liệu sản xuất không nhiều và sinh kế thì chủ yếu dựa vào canh tác rừng tràm, thì câu chuyện vượt nghèo của nhiều hộ dân lại trở nên hết sức khó khăn. Xã mới đạt nông thôn mới vừa rồi thì cả cái chế độ chính sách thì cũng có hướng là giảm thì cũng rất là khó khăn cho đối với xã. Nhìn chung để đạt cái nông thôn vừa rồi thì cái này là một cái phần được tất cả các cấp các ngành là quan tâm là hỗ trợ cả cái như nhà ở và các cái mô hình, thì đây là cũng là một cái đòn bẩy để bà con để phát triển, và một số cái chính sách như hỗ trợ bảo trợ rồi chế độ học sinh rồi giống như bảo trợ xã hội trẻ em dưới 3 tuổi, nhưng hiện nay đã cắt hộ nghèo cận nghèo thì không được hưởng nữa, cho nên cái việc thu nhập là thấp, là không đạt đối với bà con thì sắp tới còn gian nan nữa.
là một xã vùng bãi ngang. Sau nhiều nỗ lực và việc tận dụng tốt những dư địa của địa phương về khai thác kinh tế biển, năm 2023, xã Giao Hải hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới trong sự phấn khởi của đông đảo nhân dân. Tuy nhiên cũng có thể nói rằng, đạt được mục tiêu và duy trì được mục tiêu nông thôn mới là điều không hề đơn giản đối với một địa phương vùng bãi ngang. Có thể thấy, kinh tế biển là thế mạnh lớn nhất của địa phương này. Tuy nhiên, thời gian trở lại đây, tác động tiêu cực từ thiên tai đã khiến hiện tượng sạt lở bờ biển diễn ra hết sức nghiêm trọng. Hàng loạt hàng quán, nơi kinh doanh du lịch bị thiệt hại, khó có thể khắc phục ngày 1, ngày 2. Sạt lở cũng khiến cho việc vận hành thuyền thúng ra khơi của người dân chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Cùng với đó, việc nhiều bất động sản khu vực này đóng băng cũng khiến việc phát triển chung của địa phương chịu không ít tác động. Cũng bởi vậy mà từ sau khi về đích nông thôn mới, địa phương này vẫn đang loay hoay trong việc giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó quan trọng nhất vẫn là nhóm tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo bền vững. Mặc dù về xã là về đón nhận nông thôn mới, nhưng cái cơ sở hạ tầng thì nay trên địa bàn xã đang còn thiếu nhiều. Và cũng mong muốn rằng được sự ưu tiên của nhà nước mà trong thời gian tới mà xã được ban huyện là góp phần, đây là một vấn đề hết sức là quan trọng nhằm nâng cao cái cuộc sống của bà con, đặc biệt ở đây là cái hộ nghèo cận nghèo được cái chế độ ưu đãi cải cách tốt hơn, và hơn nữa cái xây dựng cái cả cơ sở hạ tầng là càng ngang đảm bảo. Vì đến nay thì trụ sở ủy ban rồi cả cái đường giao thông nông thôn rồi cân mương nội đồng phục vụ cho việc sản xuất và đi lại cũng đang gặp nhiều khó khăn, thì trong thời gian tới cũng rất là mong cho cái quan tiếp tiếp tục cái đầu tư và xã Giao Hải được nằm trong cái diện này để góp phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương ngày được tốt hơn. Thực tế trên đặt ra những thách thức, nhiệm vụ rất lớn cho chính quyền các địa phương về giải pháp giảm nghèo bền vững cho người dân. Trước tiên phải khẳng định rằng việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống của người dân, thay đổi căn bản diện mạo vùng nông thôn, nhất là những địa bàn khó khăn. Do đó, việc giảm nghèo phải được thực hiện một cách thực chất, hiệu quả nhằm đem lại kết quả thiết thực cho cuộc sống của người dân. Từ đó, đảm bảo mục tiêu xuyên suốt của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là người dân là chủ thể thực hiện, đồng thời cũng là chủ thể thụ hưởng những thành quả, lợi ích từ quá trình xây dựng nông thôn mới. Điều này đòi hỏi phải có sự quan tâm, rà soát, nắm bắt một cách sát sao, kịp thời từ chính các địa phương, đồng thời cũng cần có sự hỗ trợ tối đa trong chuyển đổi sinh kế, phương thức và cách thức sản xuất mới để bà con nhân dân có cơ hội thay đổi cuộc sống. Tiếp tục phát triển cái kinh tế xã hội, mà nhất là vấn đề giảm nghèo bền vững. Thứ hai là tiếp tục chỉ đạo các cái chương trình đào tạo nghề hỗ trợ để xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân. Vấn đề thứ ba là sẽ tập trung vận động người dân là tham gia các cái chương trình hợp tác lao động với nước ngoài theo cái hợp đồng lao động. Trong cái quá trình triển khai thì vẫn tiếp tục vẫn có một số những cái khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là các cái hộ nghèo và cái hộ cận nghèo là vẫn còn nhiều ở các cái địa phương. Đối với cái khổ này thì cũng rất mong các cấp quan tâm tiếp tục có những chính sách hỗ trợ về vốn, về đào tạo nghề, mà đặc biệt đề nghị các cấp là sớm ban hành cái tiêu chí về hộ lao động có thu nhập thấp để có điều kiện tiếp cận được các cái chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tiêu chí số 10 về thu nhập trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, đòi hỏi chất lượng hoàn thành cao hơn giai đoạn trước. Trong đó, quy định thu nhập bình quân đầu người thay đổi qua từng năm. Cụ thể, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng trở lên. Năm 2024 đạt từ 45 triệu đồng trở lên. Và đến năm 2025 đạt từ 45 triệu đồng trở lên. Để đạt và giữ vững tiêu chí này trong điều kiện của các địa phương vùng khó không phải là chuyện đơn giản. Bởi lẽ những thách thức từ nội tại, ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai, bão lũ khiến cuộc sống của nhiều người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vốn đã nghèo khó, càng bị tác động nhiều hơn. Thực tế trên đòi hỏi phải xây dựng hệ thống các giải pháp giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân một cách đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, cân nhắc áp dụng phù hợp cho từng hoàn cảnh hộ nghèo, từng thời điểm,
đồng thời cần tách bạch mục tiêu trong từng chính sách đầu tư hỗ trợ sản xuất, không nên làm đại trà như nhiều năm nay các địa phương vẫn đang triển khai. Bên cạnh đó, ngoài việc phải đầu tư vốn xây dựng các mô hình xóa đói giảm nghèo, thì rất cần các giải pháp nâng cao dân trí, trình độ văn hóa, năng lực sản xuất, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó giúp hộ nghèo ý thức vươn lên thoát nghèo và làm giàu, để giảm nghèo là thực chất chứ không phải là chỉ tiêu. Chuyên mục Mỗi Tuần Một Chuyện tuần này đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.